trong cái thời điểm mà mình đang thu voice cho cái vlog này thì cũng đã gần hết năm 2023 rồi. Và bây giờ mình ngồi mình nhìn lại á, thì mình cũng nhận ra là đây có lẽ sẽ là một trong những cái năm mà đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Ở cái tuổi 26 này thì mình cũng đã có những cái lần đầu rất là bỡ ngỡ, lần đầu được thử những cái vai trò mà mình chưa bao giờ dám thử, lần đầu kết hợp với những người rất đặc biệt, và cũng là lần đầu mà mình được trải lòng hay là được tâm sự với nhiều người đến vậy. Rất nhiều và rất là nhiều những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và hôm nay thì mình cũng muốn là cùng với tất cả mọi người điểm danh lại những cái lần đầu đẹp thế này nha. Cột mốc đầu tiên thì có lẽ sẽ là Fashion Week Thu Đông 2023. Mình đã làm ở trong ngành 9-10 năm rồi, nhưng mà lần nào thì cũng vẫn giữ nguyên một cái cảm xúc như lần đầu. Và ở năm nay cũng là một cái dịp đặc biệt khi mà mình được đi cùng với anh Thái này, xong cùng với cả tất cả anh em ekip thân yêu của mình. Thì mình vẫn nhớ những cái kỷ niệm là trời rất là lạnh, kiểu có 2 độ C. Xong ở Châu với anh Thái thì lúc nào cũng muốn là tìm một cái chỗ nào đấy nó lạ lạ một tí, nó hay ho một tí để mình chụp hình. Và cái bộ hình mà mình nhớ nhất trong đợt này chính là cái bộ quần áo mà Châu mặc của hãng Moschino, cái bộ màu hồng hồng á. Thì lúc đó trời 2 độ C mà hai anh em đã nhảy xuống một cái hồ lạnh đến mức mà Châu cảm giác như là Châu không còn cảm giác gì, nhưng mà vẫn cố gắng nghĩ là mình sẽ có một cái sản phẩm đẹp. Và cuối cùng thì cái sản phẩm, cái bộ ảnh đấy có lẽ là một trong những bộ ảnh mà nhớ đời nhất của mình. Nó rất là đã trong cái việc là được sáng tạo cùng với các ekip thân yêu. Mỗi lần Fashion Week thì cái cảm giác đáng quý nhất đó chính là tất cả ekip, tất cả team của mình hơi lên bờ xuống ruộng một tí, có nhiều trải nghiệm với nhau, cũng mệt nhưng mà rất là nhiều những cái niềm vui, và đặc biệt là thành quả sau đó, và làm cho mình cảm thấy rất là biết ơn, rất là tự hào về ekip và team của mình. Cột mốc thứ hai có lẽ là cái lần đầu tiên mà mình nghỉ phép kéo dài như vậy. Châu cũng đã kể với mọi người về cái tháng mà mình có vấn đề sức khỏe, xong mình phải dừng lại một thời gian. Thì vào cái tháng đó mình chỉ nghĩ là mình sẽ dừng lại để mình có một cái sức khỏe tốt hơn. Nhưng mà không ngờ rằng là cái việc mà mình dừng lại một xíu, mình chậm lại và mình nghĩ sâu hơn, và mình cảm nhận những cái thứ xung quanh mình, làm cho Châu gần như là phải gọi là lột xác. Mình thực sự đã đổi thành một con người mới. Và đây là một cái con người mà mình rất là mong chờ, mình rất là yêu thương. Một cái con người mà biết ơn những thứ xung quanh hơn bao giờ hết, biết yêu thương, biết lắng nghe và biết cách thấu hiểu những cái mục tiêu, những cái con người xung quanh. Thì đây là một cái con người, đây là một cái Châu hoàn toàn mới. Và đặc biệt là cái tháng này đã làm cho Châu cảm thấy mọi người xung quanh mình rất là thương mình, rất là yêu mình. Lần đầu tiên mình cảm thấy là mọi người thương mình đến như vậy. Từng những cái lời hỏi thăm hay là từng cái sự giúp đỡ của mọi người, thì mình vượt qua cái thời gian đó, nó rất là quý báu. Châu thấy là Châu đã trưởng thành hơn này, rồi mình cũng nhận ra rất là nhiều điều đẹp trong cuộc sống nhờ cái tháng mà mình chậm lại một xíu. Và cũng nhờ cái tháng này mà mình mới có cái podcast là Cương Nhu với chính mình. Mình chưa bao giờ mình cảm thấy hiểu cái từ cương và nhu đến như vậy, và mình chưa bao giờ cảm thấy nó thật sự cần thiết với cuộc sống của mỗi người đến như thế. Và một cột mốc tiếp theo đó chính là lần đầu mình làm host. Sau cái tháng nghỉ đó thì mình nghĩ là nếu như mà mình có thể tổ chức một cái sự kiện nhỏ nào đó cùng với cả những anh chị em bạn bè trong nghề của mình, để cùng nhau được nói ra, cùng nhau được chia sẻ, cùng nhau được lắng nghe, thì có lẽ mình cũng nghe được vấn đề từ mọi người, và biết đâu đó thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết thì sao. Và đó là cái lý do mà Introspection đã ra đời. Và ở cái chuyến đi này thì tất cả những người từng quen nhưng mà chưa thân, hoặc là những người chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ họ lại thân với nhau như vậy, tạo nên một cái vòng tròn gọi là tình bạn rất là đẹp và gắn kết. Sau cái chuyến đi này vì tất cả mọi người đều nói lời cảm ơn, đều vui, yêu đời hơn, đều năng nổ làm việc hơn, và có một group bạn bè trong nghề, và đi đâu event nào cũng gặp nhau. Sau đó thì mọi người kiểu đến đâu cũng nhìn thấy nhau, xong rồi kiểu hai, xong nhảy vào ôm nhau. Rồi mình cảm thấy như là cái chuyến đi này nó không chỉ là chuyến đi healing cho mọi người, mà là chúng ta có thực sự thêm những cái người bạn mà chúng ta cần thiết trong đời. Và một cái lần đầu tiên nữa, đó chính là lần đầu chơi card game với hàng trăm người. Đây cũng chính là cái vlog ngày hôm nay. Sau 4 năm thì mình cũng đã tổ chức được một cái buổi họp mặt nhỏ thôi cùng với cả team Châu Châu, một cái buổi fan meeting vào cuối tháng 12, là một cái kết đối với mình rất là đẹp và rất là ấm áp trong một năm 2023. Cảm xúc khi mà mình gặp lại các bạn sau 4 năm thì mình rất là hồi hộp.
Tại vì mình không biết là mình còn gặp lại những cái gương mặt thân quen mình đã gặp trước đó không, cái buổi meeting cuối cùng hay không. Không biết mọi người còn thương mình, không biết mọi người còn nhớ mình và còn đến với mình không. Không biết là có những gương mặt mới nào không. Không biết là có những câu chuyện gì mình có thể nghe ở trong cái buổi meeting này không. Thì sau đó khi mà Châu đến thì Châu cảm thấy rất là mãn nguyện. Mình đã nhìn thấy được những cái gương mặt, những anh chị em đã theo dõi Châu phải tầm 7-8 năm trước và mọi người vẫn ở đó. Đó là những cái người bạn mà Châu nghĩ là không ồn ào. Họ luôn luôn hỗ trợ mình, ủng hộ mình, có mặt vào những cái ngày mà quan trọng nhất và những ngày mà mình cần họ nhất. Có thể là mình không có quá nhiều thời gian, có nhiều buổi ngồi với cả các bạn ở trong team Châu Châu, nhưng mà mỗi lần gặp mình đều cảm thấy được những cái ánh mắt rất là chân thành, rất là chân tình, rất là muốn lắng nghe và rất là muốn trao đi yêu thương á. Nên mình cảm thấy vô cùng xúc động khi mà gặp lại mọi người. Và ở cái buổi này cũng rất là may khi mà mình có được cái bộ khả kim. Nó không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta gặp nhau, mà còn là chúng ta cùng nhau chơi một cái game gì đó. Nhưng cái game này không chỉ là vui mà còn gợi mở cho chúng ta những cái câu hỏi sâu ở bên trong mà mình cần phải động tới, mình cần phải trả lời cho nó. Và khi mà rút từng lá bài ra, mình thấy là không một cái câu trả lời nào nó không deep hết ạ. Sao mình cũng không biết là vì cái câu hỏi nó quá deep nên là bắt buộc con người chúng ta phải trả lời deep, hay là thực sự là tất cả chúng ta đang ở trong một cái thế giới quá khó để nói ra cái lòng của mình, nên chỉ cần ai đó hỏi chúng ta đúng vào cái điểm mà chúng ta còn đang loay hoay thôi, thì chúng ta sẽ tuôn trào ra những cảm xúc bên trong đó. Và những cảm xúc đó khi mà nó được tích tụ lâu và nó được nói ra từ cái trái tim của mọi người đã thực sự là lấy đi rất là nhiều cái nước mắt. Và khi mà mình cảm động như vậy, khi mà mình đứng trước hàng trăm bạn, mình cảm động, mình thấy rất là vui, vì hóa ra là sau bao nhiêu năm thì mình vẫn xúc động khi mà mình nghe thấy một câu chuyện nào đó. Thì Châu nghĩ cái buổi này làm cho mình đúng là có một năm trọn vẹn. Cảm giác mình không bỏ quên đi những cái người yêu thương mình. Mình cảm giác như là mình được ở bên cạnh họ, mình được nói với họ là mình rất là yêu họ, được họ trao cho mình những ánh mắt hay là những cái ôm rất là thật lòng, rất là ấm áp. Wrap up lại thì một năm của Châu đã trải qua rất là tuyệt vời. Mình phải nói là rất là tuyệt vời. Nó sẽ không thể nào mà trọn vẹn như vậy nếu như mà mình thiếu đi những người bạn đồng hành. Những người bạn này có thể là những người bạn rất thân mỗi ngày gặp nhau, có thể là những người bạn trong team của mình, những người bạn trong ekip, những người bạn trong ngành nghề, và là những người bạn âm thầm theo dõi như các bạn ở trong team Châu Châu. Và bài học năm nay mình rút ra được đó chính là bài học về sự cương nhu. Mình nhận ra là cái việc nhu chiều mình một xíu, cái việc mà mình vui về một xíu, nó chính là cái sức mạnh để mình có thể sống trọn vẹn trong cái cuộc sống này. Bây giờ mình càng hiểu hơn về cái việc lựa chọn. Nếu như mình chọn đi nhanh, bây giờ mình cũng đã trưởng thành, mình đã 27 tuổi rồi, 26, 27 tuổi rồi. Mình muốn đi một cái đường dài và một cái đường vững vàng. Mình không cần phải có những cái thời gian mà phải dừng hẳn lại. Thì mình cần cương, nhu, đúng lúc, đúng cách và đúng trường hợp. Và cuối cùng thì mình cũng mong là mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho chính mình và cho những người mà mình yêu thương. Thank you 2023. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn yêu thương, theo dõi. Yêu mọi người. Bye bye.